Vâng, kính thưa tất cả quý vị. Hôm nay Quốc Võ mới vừa nghe một cái clip ở trên một cái kênh gọi là Báo Sức Khỏe Cho Đời Sống. Cái kênh này là có tới gần 2 triệu người đăng ký luôn quý vị. Cái kênh rất là lớn và mỗi một cái clip mà đăng lên như vậy là có cũng 500-600 ngàn lượt xem là quý vị. Kênh lớn lắm. Thì ở trong kênh này có một cái bài nói chuyện về cái chủ đề là giao kèo 300 tỷ đồng giữa bà Nguyễn Phương Hằng và thầy ông nội Lê Tùng Vân giờ ra sao. Hiện tại bây giờ thưa quý vị, rất là nhiều những kênh truyền thông lớn và những kênh này là từ báo chí ra, mà mỗi tờ báo như vậy họ có những cái kênh YouTube riêng, đặc biệt là báo Pháp Luật vừa rồi đó cũng có rất là nhiều, có liên tục những bài nói chuyện, những bài mà nêu cái nội dung về bà Hằng và ông Lê Tùng Vân, đặc biệt là tỉnh Thất Bồng Lai. Thì nói chung là hiện tại bây giờ họ cứ mỗi ngày như vậy đó, là báo Pháp Luật chứ mà báo mà kênh YouTube, các báo online đó lên rất nhiều clip nói về ông Lê Tùng Vân, họ đào xới lại vấn đề chủ đề này. Và bên cạnh đó thì báo Sức Khỏe Và Đời Sống cũng liên tục cập nhật thông tin và đưa ra những cái nhận định một cách rất là chủ quan về vấn đề này. Thì trong cái clip này đó thì họ có nói một cái vấn đề mà Quốc Võ không có đồng ý. Tại sao không đồng ý đó thì bây giờ xin mời quý vị hãy nghe cái đoạn này trước rồi chúng ta cùng nhau phân tích nha. Nhắc tới vụ án đình đám được dư luận chú ý suốt thời gian dài vừa qua của CEO Đại Nam Nguyễn Phương Hằng, nhiều người cho rằng vị nữ đại gia giờ đây sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn tới hai từ giá như khi nghĩ lại quá khứ. Bởi lẽ nếu CEO Đại Nam không cố tình lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, thì người phụ nữ này đã không bị giam giữ suốt nhiều tháng qua. Đó quý vị, mình cùng nhau nghe đoạn này trước ha. Kính thưa quý vị, khi mà quý vị vừa mới nghe qua một cái đoạn clip chút xíu những cái lời này đó, thì trong tờ báo họ nói là nếu như giá như mà bà Hằng không có ha, không có vi phạm đến những cái điều ở trong băm một, giống như là có những nội dung mà liên quan đến những cái phát ngôn để coi như là gây ảnh hưởng đến tổ chức tập thể gì đó của nhà nước, của cá nhân gì đó thì sẽ không có bị bắt tạm giam ha. Nhưng mà thật sự quý vị, mình nếu như mà mình đứng về một cách rất là khách quan á, thì mình nhìn thấy rõ ràng cái câu chuyện này đó, là bà Hằng muốn giúp đỡ cho nhà nước, muốn giúp đỡ cho người dân để đưa những cái vấn đề về những cái xấu xa, những cái tệ nạn trong xã hội đưa ra ngoài cho nhà nước thấy, cho người dân thấy, để mà tránh xa ra, để mà thấy được những cái góc khuất đó ha. Bà Hằng là được, bà can đảm để mới lôi ra những góc khuất này ra, chứ không cái này nó không có hại, nó không có cái một cái tác dụng ngược, mà coi như là có vấn đề 331 là coi như là đánh phá vào những cái tập thể, những cái cá nhân để trục lợi cho bản thân, cái điều đó là khác. Họ nói rằng là quý vị, họ nói rằng là có một cái sự giống nhau giữa bà Hằng với lại ông Lê Tùng Vân, cũng là dính vào cái 331 cho nên là bị bắt tạm giam. Nhưng mà thật sự hai cái chuyện này nó khác nhau xa. Một cái là lừa đảo để chiếm đoạt tài sản, trục lợi từ thiện, dựa vào cái vấn đề về tu hành, dựa vào cái vấn đề về mồ côi để trục lợi từ thiện cho bản thân mình, và có những lời lẽ nó xúc phạm đến uy tín, danh dự và nhân phẩm của nhiều người, trong đó có cả những tổ chức, những cơ chức năng luôn, kể cả chính quyền tỉnh Long An. Nó khác xa với cái bài Hằng là những cái người mà ta làm thiện nguyện, bỏ tiền của tự bản thân của mình ra để làm thiện nguyện, giúp đỡ cho chính phủ, giúp đỡ cho nhà nước, giúp đỡ cho những người dân nghèo, có những con đường, có những mái trường, có những ngôi chùa, có những cái quỹ thiện nguyện. Cái đó là giúp đỡ cho rất là nhiều người.
hai trường hợp nó khác sao nha, khác xa xa nhau rất là nhiều, một trời một vực, chứ không có thể mà so sánh bà Hằng với lại ông Lê Tùng Vân được. Coi như là những tờ báo chí này họ chưa có đúng lắm trong cái vấn đề về đưa ra những cái thông tin. Cho nên khi mà bà Hằng bà phát hiện ra ông Lê Tùng Vân này ông có cái vấn đề thì bà mới giao kèo tới 300 tỷ đồng. Khi mà ông Tùng Vân ổng đồng ý chấp nhận, đồng ý cái chấp nhận cho coi như là sao? Nếu như cho thử ADN của những người ở trong cái thiền am đó, mà nếu như mà tất cả mọi người này là quang minh chính đại, là trong sạch, thì chắc chắn một điều rằng là bà sẽ thua 300 tỷ đồng. Cái chuyện đó là cái chuyện rất là rõ ràng, quý vị, rất là rõ ràng. Nhưng mà họ đâu có dám đâu mà. Họ không dám cho đến khi mà cơ quan chức năng họ phải vào cuộc để họ xử lý và họ bắt buộc phải thử ADN để coi như là những đứa bé trong thiền am này có cùng huyết thống với là những người trong này hay không. Bởi vì nếu mà không cùng huyết thống thì chứng tỏ rằng là những đứa bé này là mồ côi thật, như vậy họ không có tội gì cả. Còn nếu như mà có cùng huyết thống với những người trong này thì chắc chắn là không phải là mồ côi. Những đứa bé này không phải là mồ côi thì sao? Thì những cái gì mà họ đã nói ra trên mạng xã hội, nói ra trước truyền thông là những đứa bé mồ côi, là nói xạo nói láo. Như vậy chứng tỏ rằng họ dựa vào cái sự mồ côi đó, họ dựa vào cái mắt tu hành để họ trục lợi từ thiện cho bản thân của mình, lấy đi lòng thương hại của kiều bào. Như vậy thì chứng tỏ rằng là họ đã lừa đảo, phải không ạ? Cho nên bà Hằng bà mới giao kèo, một cái giao kèo 300 tỷ đồng. Nhưng mà cuối cùng là họ không có dám thử ADN cho đến khi mà cơ quan chức năng họ làm ra vấn đề đó. Và khi mà cơ quan chức năng đó đã thử ADN từ phía Bộ Công an rồi đó quý vị, thì sao? Thì khi mà đưa cái kết quả ADN tới Thiền Am thì họ lại không dám nhận. Nếu như mà họ quang minh chính đại thì họ tại sao họ không dám nhận quý vị? Tương tự ở một vụ án khác mà cụ thể là tại Tịnh Thất Bồng Lai, nếu ông Lê Tùng Vân cùng những người tự nhận là tu tại gia trong Tịnh Thất này sớm ý thức được hậu quả từ những phát ngôn và hành động của mình thì họ đã không phải nhận lấy án tù nghiêm khắc. Đó, đâu phải chỉ có phát ngôn không đâu, làm gì mà có cái chuyện mà chỉ có ông Lê Tùng Vân với một số người ở trong mặt Tịnh Thất Bồng Lai này mà chỉ có phát ngôn không mà bị bắt tạm giam quý vị. Nó còn nhiều thứ lắm, nó còn cấu kết với những thành phần khác nữa, những tổ chức nào, rồi nó còn liên quan rất là nhiều đến cái vấn đề về trục lợi từ thiện, cái vấn đề về lừa đảo chúng ta tài sản nữa, chứ không chỉ là chuyện phát ngôn. Bà Hằng cũng có những phát ngôn, nhưng mà cái phát ngôn của bà Hằng á, chửi bới trên mạng xã hội để vạch trần ra những cái xấu xa. Còn bên phía của ông Lê Tùng Vân với lại một số những thanh niên, những người ở trong Tịnh Thất Bồng Lai đó là cũng phát ngôn, nhưng mà phát ngôn để làm cái gì? Hai cái hoàn toàn là khác nhau xa, và chúng ta là một người khách quan đứng ở về một cái phía công tâm mà nói đó, thì chúng ta thấy rõ ràng câu chuyện này nó có những cái điều mà không thể để so sánh được đối giữa bà Hằng với lòng tôi thường dân, khác nhau xa lắm quý vị. Đó, cho nên là những thành phần mà coi như là khá là coi như là bẩn bựa, lúc nào cũng lên là bêu xấu, bôi nhọ nhân phẩm, danh dự của cá nhân và tập thể, trong đó có công ty Đại Nam là một công ty rất là lớn, mỗi năm như vậy đóng thuế cho chính phủ rất là nhiều nhiều tiền quý vị, hàng trăm tỷ quý vị, không không biết đâu. Như vậy thì sao bây giờ, nếu như mà công ty Đại Nam bị đánh phá một cách rất là coi như là dữ dội như vậy đó, cái doanh thu họ bị thất thoát thì chính chứng tỏ là ngân sách nhà nước coi như là đóng thuế cho nhà nước đó nó sẽ bị giảm sút rất là nhiều. Như vậy là chính là bản thân của nhà nước Việt Nam cũng bị thất thoát cái vấn đề về thuế nữa, nếu như những cá nhân này nó cứ liên tục đánh phá vào công ty Đại Nam để cho công ty của người ta làm ăn không được thì nó sẽ mất bao nhiêu là cái tiền thuế đóng cho chính phủ, rồi những cái quỹ thiện nguyện, đặc biệt là quỹ thiện nguyện Hằng Hữu đó, sẽ có bao nhiêu trẻ em không được bổ tiêm quý vị.
Tại vì 100% cái lợi nhuận của công ty Đại Nam sẽ dành hết hoàn toàn bộ cho quỹ thiện nguyện, trong đó đặc biệt là quỹ thiện nguyện hàng hữu, quỹ mổ tim và quỹ giờ vàng. Như vậy nếu như mà công ty Đại Nam không có làm ra tiền thì những đứa trẻ mồ côi, những đứa trẻ mà con nhà nghèo khó sẽ không có được cái cơ may, cơ duyên để mà có thể là chữa bệnh, để mà mổ tim, mổ não ung thủy vân vân. Như vậy thì cái mất mát to lớn đó nó thuộc về ai? Nó thuộc về nhà nước, nó thuộc về chính phủ, nó thuộc về dân nghèo. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm về vấn đề này? Chúng ta phải nói cái công tâm là như thế quý vị. Cũng may là trong thời gian vừa qua đó, là câu chuyện nó vỡ lở ra. Một số những cái người, những nhân vật mà ngày xưa chống đối bà Hằng kịch liệt, chửi bới cũng như là liên tục, bây giờ họ đã nhìn ra được cái cục diện nó khác xưa rất là nhiều. Họ đã nhìn ra được những cái điều mà tệ hại, những cái như là những cái điều phải không? Mà vu khống, mà bịa đặt, xuyên tạc ở trong những cái nhóm kín đó, đó đưa ra. Họ đã nhận ra thấy điều đó và họ đã quay xe. Và khi mà họ quay xe thì họ vạch trần ra được những góc khuất đó để cho người ta thấy Anthony Phạm, cô Diệp Đậu, chị Duyên Mai là một là trong những người mà coi như là đã từng ở trong những cái nhóm đó, đã từng được họ đưa ra những cái thông tin bí mật, mà những thông tin bí mật này toàn là những thông tin bịa đặt và nói giống như là đúng rồi, lên trên mạng nói như đúng rồi. Bản thân của anh Tony Phạm hiện tại bây giờ cũng bắt đầu là mình nhìn nhận ra là mình đã sai, mình đã sai quá nhiều trong cái những ngày mà đầu tiên đó. Đó cũng là một điều rất là tốt quý vị, và chỉ có họ thôi mới biết được thôi quý vị. Chứ còn kể cả Du Quốc Võ hoặc là chính các bạn, những người mà đứng về phía bảo vệ lẽ phải đó, thì sẽ không biết được là những góc khuất đó. Bây giờ khi mà anh Tô Đức Phạm từng ngày đưa ra những tin nhắn, đưa ra những cái điều mà họ đã coi như là bàn tán với những coi như là chia sẻ với nhau những cái thông tin không biết là thông tin là từ đâu, thì gây ra những thiệt hại rất là nặng nề. Nói rằng là bà Hằng là cái là nổ, bà Hằng là không cái này cái nọ. Hôm nay Quốc Võ vừa mới xem được một cái đoạn clip mà đệ tử của ông Võ Hoàng Yên trả lại nhiều sổ đỏ cho bà Hằng. Tại sao quý vị? Vợ chồng ông Dũng bà Hằng quá tốt mà, ngày xưa đối xử với ông Võ Hoàng Yên bởi vì nghĩ ông là giống như là một cái người mà làm bất tâm, chân thật, ha, có tài năng thật sự, có tài chữa bệnh thần kỳ, có thể là chữa được báo bệnh, trong đó luôn cả những cái bệnh mà câm điếc bẩm sinh, cái bệnh mà bại liệt bẩm sinh, tất cả bá bệnh luôn, cái gì là gọi là thần y đó quý vị, được truyền tụng nhau từ tay này tới tay khác qua những cái clip, mà những clip tới 4.000 cái clip, cho nên là họ tin. Ngoài ra thì coi như ông Võ Hoàng Yên cũng được rất là nhiều nghệ sĩ nổi tiếng lăng xê, biểu sao mà như là dân chúng người ta không tin được quý vị, kể cả những người bên Mỹ này, những nơi mà có khoa học y tế và phát triển nhất thế giới mà họ vẫn tin như thường, biểu sao bà Hằng với lại ông Dũng không tin được. Cho nên vì tin quá cho nên là mới cái tâm từ của mình đó nảy sinh ra, mới là đưa tiền cho ổng để ổng như là mở trung tâm này trung tâm nọ rồi chữa bệnh, đồng thời là cũng cho những người mà thân cận với ông Dũng, trong đó có đệ tử của ông Dũng nè, trong đó có đệ tử của ông Yên, chứ đệ tử của ông Yên là những người thân thân cận của ông Yên, là mỗi người là một cái miếng đất sổ đỏ và cộng thêm là mấy trăm triệu hay là 1 tỷ gì đó để xây nhà nữa quý vị. Tại vì những người này họ nói rằng là họ sẽ đi theo ông Yên để họ phò tá ông Yên và phụ giúp cho ông Yên chữa bệnh. Vì vậy cho nên họ không có đi làm được. Mà họ không đi làm được thì tiền đâu họ sống, cho nên bà Hằng một chu cấp luôn. Vừa nhà, vừa đất, vừa tiền bạc.
Rồi cuối cùng là nhận được cái gì quý vị? Bây giờ xin mời quý vị hãy cùng coi cái clip đó nha, để cho họ cần coi là đích thân của những đệ tử của ông Uyên đã trả lại sổ đỏ cho bà Hằng. Dạ, huynh đệ đầy đủ đúng rồi. Huynh đệ đầy đủ luôn ha, đầy đủ mà. Vô luôn. Ok. Đó, chảo trắng này ha. Để tôi ruột đó. Hôm nay cũng đầy đủ tất cả mọi người của mình đó. Họ nói rằng là cảm ơn chị Hằng trong thời gian qua để gửi tặng cho những anh em đó, để hoàn thành công việc, nhưng mà vì chưa đủ duyên cho nên là hôm nay là xin gửi lại cho chị Hằng ha. Đó quý vị. đó. Rồi sau khi mà quý vị coi xong, quý vị sẽ thấy được là như thế nào. Rõ ràng là bà Hằng mới có tiền, mới có sổ đỏ, thậm chí có rất rất là nhiều sổ đỏ. Sổ đỏ của bà là phải cân ký quý vị đó. Bây giờ là những cái người của ông Yên đó là vội vã là trả sổ đỏ lại. Thì quý vị cũng tự hiểu ra là cái lý do tại sao mà những người này họ lại vội vã họ trả sổ đỏ lại cho bà. Thì thưa quý vị, rõ ràng là như thế ha, người ta không có đổ, người ta làm từ tâm thật. Nếu như quý vị nói bà Hằng mê ông Yên đi thì chỉ cho ông Yên thôi, chứ tại sao lại cho luôn cả đệ tử của ông Yên làm gì, cho luôn cả người nhà của ông Yên làm gì? Và nếu mà như bà Hằng ông mà mê ông Yên thì bà Hằng bà giấu chứ mắc mới gì, bà là cho ông Dũng biết chi. Ông Dũng ông cũng cho ông Yên mà, ông Dũng ông cũng cho ông Yên là cả trăm tỷ chứ không ít đâu. Thưa quý vị, trong câu chuyện này phải nói rằng là rất là ghê gớm ha, nhiều tình tiết ly kỳ hấp dẫn, càng về sau càng ly kỳ, bây giờ lộ ra những gương mặt mà rất là ghê gớm luôn. Nghe mà anh chàng Tony Phạm mà anh nói, anh đưa ra những cái bằng chứng về những cái nhân vật liên quan đến câu chuyện này mà nó bày đàn với nhau mà để mà hãm hại bà Hằng, thấy khiếp đảm thiệt. Người ta nói là mãnh hổ nang địch cuồng hồ là vậy đó quý vị. Cuối cùng cũng như là chịu không nổi mà phải là bị bắt tạm giam luôn về cái tội 331. Mà quý vị thấy rõ ràng là cái tội 331 đâu phải là cái tội lớn đâu, cái tội gì mà nặng nề ghê gớm dữ lắm đâu quý vị. Mà đến thời điểm này là cũng rầm rèm cũng ngót năm rồi, bị tạm giam ngót là ngót năm rồi, thì không biết bây giờ bàn như thế nào. Rồi lần lượt những nhân vật mà đang chống đối bà Hằng đó, lần lượt cũng lên đường, cũng vào trại tạm giam luôn. Hàn Ni, Trần Giang Sĩ, rồi sắp tới là một số những nhân vật khác. Thì hôm nay cái câu chuyện trong cái clip này nó có liên quan đến Tùng Dân nữa. Thì vừa rồi thì quý vị biết là báo chí cũng đã đăng lên là các tu cô đã bị áp giải lên trên công an huyện Đức Hòa để điều tra một số những cái vấn đề liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem qua bài báo nha. Đây là cái tờ báo được đăng vào ngày hôm nay quý vị. Dẫn giải nhiều người từ tỉnh Thất Bồng Lai đến trụ sở công an để điều tra. Như vậy thì họ điều tra cái gì quý vị? Họ điều tra cái tội thứ hai đó là cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thì hôm nay báo Dân Trí đã đăng lên một bài báo này là công an Long An đã 3 lần triệu tập những người sống tại nơi tự xưng là tỉnh Thất Bồng Lai để điều tra nhưng họ không chấp hành. Cơ quan chức năng phải thực hiện biện pháp dẫn giải họ. Vào buổi chiều ngày 17 tháng 3, nguồn tin từ công an tỉnh Long An cho biết 3 ngày trước cơ quan an ninh điều tra phối hợp cùng với nhiều đơn vị đã dẫn giải những người sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc nơi tự xưng là tỉnh Thất Bồng Lai
sau đổi tên là Thiền Âm và Vũ Trụ, về công an huyện Đức Hòa để xác minh một số nội dung liên quan đến các tố cáo về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Công an tỉnh đã tiếp nhận thụ lý giải quyết tố giác về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại hộ bà Cao Thị Cúc do công an huyện Đức Hòa chuyển giao. Theo kết quả thẩm tra, xác minh nội dung tố giác, cơ quan điều tra xác định có đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Ngày 13 tháng 10, 2022, công an đã khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong vụ án này, cơ quan chức năng tập trung làm rõ các hành vi giả chùa, giả sư, giả trẻ mồ côi để kêu gọi từ thiện nhằm chiếm đoạt tài sản của các mạnh thường quân. Công an tỉnh Long An đã 3 lần triệu tập những người sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc để làm rõ. Tuy nhiên, người sinh sống tại đây không chấp hành, buộc công an phải thực hiện biện pháp tố tụng, dẫn giải theo quy định. Đó, đây là bức hình mà mới xây lên có vẻ cũng khang trang quý vị ha. Tiền này là tiền của mạnh thường quân không đó. Quá trình dẫn giải được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, có sự chứng kiến của chính quyền địa phương. Thông tin với phóng viên Dân Trí là đại diện tỉnh Long An, đại diện công an tỉnh đã cho biết rằng là cả 3 lần cơ quan cảnh sát điều tra mời ông Lê Tùng Vân lên làm việc nhưng ông đều không chấp hành. Cơ quan cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ để có thể khởi tố ông Lê Tùng Vân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đó quý vị. Và theo cáo buộc đó, thì cái nhóm người sinh sống ở đây nè, được ông Lê Tùng Vân chỉ đạo đăng tải các bài viết, clip trên mạng xã hội Facebook và YouTube chứa đựng những thông tin sai sự thật, bịa đặt xuyên tạc việc này nhằm tuyên truyền kích động xúc phạm uy tín của công an huyện Đức Hòa, xúc phạm Phật giáo. Và những cái chứng cứ trong vụ án là 5 clip đã đăng tải công khai trên hai kênh YouTube do nhóm người ở tỉnh Thất Bồng Lai lập ra, quản lý và sử dụng. Đó quý vị, thấy rõ ràng câu chuyện là như thế. Thì bây giờ đã sáng mắt ra chưa những cái người, một số những người mà cổ suý cho vấn đề này. Và mình cũng mong rằng là những tin tức như thế này đã đến tai và được xem, được nghe thấy từ những cô chú bác ở đang sống tại nước ngoài cũng như trong nước mà vẫn còn đang tiếp tục bên vực thiền am đó, thì quý vị hãy coi như là tịnh tâm lại suy nghĩ và xem coi là cái câu chuyện này nó thật hư như thế nào, nào còn đáng để mà bên vực nữa hay không. Đó quý vị. Thì hôm nay thì Quốc Võ làm một cái clip ngắn như thế này để cùng chia sẻ đến mọi người những thông tin mà cần thiết. Ngoài ra thì trong cái đợt mà khuyến mãi đặc biệt về trại Sitaba và đợt bột dinh dưỡng cũng như đông trùng hạ thảo đó, thì cũng có những điều khuyến mãi đặc biệt mà để tri ân khách hàng trong tháng 3 và tháng 4 này. Thì bây giờ xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một clip sau đây nha. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, hôm nay Quốc Võ rất là vui khi mà mình có thời gian để mình chia sẻ một số những công dụng tuyệt vời của những sản phẩm mà Quốc Võ đang sở hữu ở đây. Thưa quý vị, mình nói trước là về đông trùng hạ thảo, thì mọi người đã biết là đông trùng hạ thảo rồi. Đây là những sản phẩm đặc biệt lấy từ Bhutan, một cái nơi rất là tuyệt vời ha. Thì thưa quý vị, cái đông trùng hạ thảo này giống như chúng ta đã thấy trên màn hình là một trong những cái loại đông trùng hạ thảo mà rất đặc biệt, nó bồi bổ cho sức khỏe toàn diện ha, giúp cho chúng ta là ngủ ngon, giảm cảm giác rất là mệt mỏi ha, giảm đau lưng, tiểu đêm, rồi cải thiện những chức năng về não bộ, hoặc là tăng cường chức năng về gan, về thận, về phổi và làm chậm tiến trình lão hóa. Cái cách sử dụng là chúng ta dùng nước sôi ha chú quý vị ha, chút nước thật sôi luôn, buộc quý vị dùng là một ly nước thật sôi, mình bỏ vào khoảng 2 con và mình ngâm khoảng từ 45 phút tới 1 tiếng đồng hồ rồi chúng ta uống. Đó, thì chúng ta uống là thường thường chúng ta uống khoảng chừng 2 lọ này thôi, rồi chúng ta ngưng khoảng chừng 1 tháng rồi chúng ta uống lại. Đó, thì hiện tại bây giờ Quốc Võ đang có một cái khuyến mãi đặc biệt dành cho những quý vị nào mà mua đông trùng hạ thảo, là chúng ta mua 4 lọ này thì mình sẽ được free 1 lọ quý vị nha. Tức là mình mua 4 là tặng 1 đó. Thì mỗi lọ như vậy Quốc Võ bán với giá là $120 cho một lọ nha quý vị nha. Một cái lọ rất là đẹp, một hộp rất đẹp luôn, gồm 4 lọ và được tặng thêm một lọ này. Nếu mà quý vị mua lẻ thì mỗi lọ như vậy quý vị mua $120. Còn nếu như quý vị mà mua lẻ hơn nữa, tức là mua là 2 hộp, 2 lọ đây, thì quý vị sẽ được free một cái hộp trà Acetaba nhỏ ha. Nếu mua mà một lọ
thì mình sẽ trả 120 đô. Nếu mua 2 lọ chúng ta sẽ được free một cái hộp trà nhỏ, và nếu chúng ta mua 4 lọ thì quý vị được free một lọ nha. Đó là Rung Rung Anh Thảo. Rồi bây giờ mình nói tiếp sản phẩm thứ hai là sản phẩm trà Ashitaba. Đấy, quá đẹp, một cái hộp rất là mới, mới design luôn. Ngày xưa quý vị còn nhớ không, là một cái hộp mà Quốc Võ bán thường thường cái hộp giống vậy đó thì là 40 gói, nhưng mà cái lợi họ lộn cái hộp mới này nè là có 60 gói ha. Giá bán cho mỗi cái hộp này là 65 đô la cho một hộp. Đây là một loại trà dinh dưỡng rất đặc biệt, lấy từ một cái vùng biển mà có cái phù sa nó màu đen ở tại Nhật Bản, và nước Nhật họ sản xuất cái này 100% là nước Nhật, cho nên quý vị cứ tin tưởng vào những sản phẩm chất lượng của Nhật. Và mỗi ngày như vậy chúng ta uống khoảng 2 gói thôi thì là rất tốt rồi. Thay nước luôn quý vị, mình lấy một cái bình thủy khoảng chừng 2 lít nước, mình bỏ 2 gói vào và mình uống suốt ngày luôn quý vị, để thay nước rất tốt luôn. Thì hiện tại bây giờ nếu như quý vị nào mà mua 3 cái hộp trà này, mỗi hộp 65 đô la, thì quý vị sẽ được tặng một hộp nhỏ này. Cái hộp này của Võ bán là 25 đô la nha. Nếu như quý vị mua 3 hộp lớn này, mỗi hộp 65 đô, thì quý vị sẽ được tặng một hộp nhỏ này. Ngoài ra còn một cái quà tặng đặc biệt nữa là một cái dầu Tibet nữa quý vị. Cái dầu Tibet này nè. Đó, như vậy mình mua 3, mình được tặng 2. Là chúng ta sẽ giới thiệu một loại sản phẩm mới nữa quý vị. Bột dinh dưỡng Ashitaba luôn quý vị. Quý vị thấy mấy cái hộp giống nhau không? Thì đây là một trong những cái loại bột mà rất là tuyệt vời mà nhiều người khán giả đã dùng qua rồi và review rất là tốt luôn. Quý vị thí dụ như buổi sáng chúng ta không có thời gian để ăn sáng, chúng ta cứ lấy một cái ly nước nóng, bỏ 2 gói bột vào, khuấy đều lên và uống là đủ chất dinh dưỡng cho một bữa ăn sáng. Thí dụ như buổi trưa đây quý vị không có thời gian ăn trưa, thì quý vị cũng có thể dùng 2 gói bột này để làm một bữa ăn trưa cho mình. Và thậm chí là buổi tối nếu quý vị đi làm về mệt quá, không có thời gian để ăn, không có đủ tức là sức khỏe, hoặc là mình cảm thấy mình không muốn ăn cơm đó quý vị, thì mình cứ lấy 2 gói bột này mình bỏ vô một cái ly nước ấm ha, rồi cái bình mới khuấy đều lên rồi mình uống là rất là tốt luôn. 36 chất dinh dưỡng ở trong đây, nó gọi là percent 36 energy booster đó, quý vị thấy không? Và là những cái chất dinh dưỡng này á, là nó giống như là ngũ cốc đó quý vị, bột ngũ cốc ngày xưa mà Việt Nam chúng ta thường hay uống đó. Ngũ cốc rất là 5 loại thôi, nhưng mà cái này tới 36 loại lận, rất là tốt luôn và đủ chất dinh dưỡng cho một bữa ăn của mình luôn quý vị ha. Đặc biệt rằng là những cho quý vị nào mà ăn chay thường đó, thì đây là một sản phẩm tuyệt vời. Và nó không có bất cứ một cái lứa tuổi nào mà kỵ như thế nào ấy, tức là tuổi nào cũng có thể uống được hết quý vị ha. Con nít hay người lớn gì vẫn uống được chay thường. Đó là quý vị cứ là mỗi ngày như vậy chúng ta thay thế bữa ăn mà chúng ta uống hai gói. Và hiện tại bây giờ cũng có một đợt khuyến mãi đặc biệt rằng là nếu như quý vị nào mua một cái hộp này giá trị là 95 đô la cho một hộp này, trong đây có 60 gói, 95 đô la. Quý vị mua một hộp này, quý vị sẽ được tặng một cái hộp trà nhỏ này. Đó, tức là trong đây có là 60 gói dinh dưỡng trong đây là giá trị là 95 đô. Và quý vị mua một hộp này, quý vị sẽ tặng một hộp này nha. Rất là tuyệt vời luôn. Thì nếu quý vị nào muốn order sản phẩm á, thì mình hãy liên lạc với Quốc Võ trực tiếp qua số điện thoại là 714-247-9474. Quý vị nào ở Việt Nam hoặc là ở Canada hoặc là ở nước khác á, thì quý vị cũng có thể add Zalo của Quốc Võ ha. Add Zalo bằng cái số là +1 +1 là mã số nước Mỹ ha. Xong rồi 714-247-9474. Kết thúc cái clip hôm nay thì Quốc Võ cũng xin chào tạm biệt quý vị và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật là bình yên hạnh phúc. Và nhớ rằng là ủng hộ Quốc Võ bằng cách là order sản phẩm tuyệt vời từ Nhật Bản qua số điện thoại là 714-247-9474 nha. Xin chào tạm biệt quý vị.